Nghệ sĩ Cẩm Thu nổi tiếng là giọng ca cải lương Ngọc Bùi trong các vở diễn quen thuộc như Tình Sử A Nàng, Mùa Xuân Trên Biển, Tứ Hỷ Lâm Môn. Chuyện tình của nghệ sĩ Cẩm Thu và Linh Tâm được nhiều khán giả hâm mộ và ủng hộ. Năm 1982, họ kết duyên vợ chồng và đồng hành với nhau trong suốt nhiều năm trên cả đường đời và đường nghề. Vợ chồng chị sinh được hai người con là Võ Vũ Linh Thanh, hay còn được khán giả biết đến với cái tên thân thuộc là Linh Tý và Võ Vũ Thu Tâm. Nhưng chung sống được một thời gian, vợ chồng chị đã chính thức ly hôn. Nghệ sĩ Linh Tâm, tên thật là Võ Văn Tâm, sinh ra tại Tân An, Tân Châu, An Giang. Võ Văn Tâm ban đầu có nghệ danh là Phương Tâm, do nghệ sĩ Trương Ánh Loan đặt, sau đó mới đổi tên thành Linh Tâm. Linh Tâm sinh ra trong một gia đình bố mẹ chỉ làm nông và buôn bán. Nhưng năm lên 7 tuổi, anh đã được một người cậu ruột dạy đờn ca tài tử. Với vẻ ngoài điển trai và nam tính cộng thêm giọng hát hay, Linh Tâm đã gây được sự chú ý của nghệ sĩ Trương Ánh Loan. Linh Tâm được nghệ sĩ Ánh Loan nhận làm con nuôi và truyền dạy cho anh về giọng hát, thần thái và lối biểu diễn. Ngày còn mặn nồng, Linh Tâm và Cẩm Thu là cặp đôi diễn ăn ý trong nhiều vở tuồng được khán giả yêu mến như Tháp Đoạn Hồn, Truyền Thuyết Tình Yêu, Mùa Tôm, Âm Mưu Tình Yêu, Bài Ca Tìm Mẹ, Con Gái Tên Cướp Biển. Do nhiều vấn đề riêng tư, cuộc sống hôn nhân của họ tan rã. Sau khi ly hôn, nghệ sĩ Cẩm Thu sống cùng con trai tại Việt Nam, còn nghệ sĩ Linh Tâm thì định cư tại Hoa Kỳ. Mặc dù không oán giận nhau, nhưng kể từ khi chia tay, Linh Tâm và Cẩm Thu chưa từng có cơ hội diễn chung. Linh Tý tham gia thi tài vào chương trình Sao Nói Ngôi đã giúp cho đôi nghệ sĩ tài danh một thời tái ngộ sau 10 năm xa cách. Nghệ sĩ Linh Tâm từ Mỹ trở về Việt Nam, tái hợp cùng vợ cũ trong trích đoạn Bài Ca Tìm Mẹ, hỗ trợ tiết mục dự thi của con trai. Năm 2013, nghệ sĩ Cẩm Thu chung sống với chồng mới là Philip Nam tại Mỹ. Anh ấy là một doanh nhân thành đạt tại Mỹ, nhưng có tấm lòng và niềm đam mê dành cho sân khấu cải lương. Hiện nay, chúng tôi là một đôi bạn diễn ăn ý, hỗ trợ cho nhau trong biểu diễn, nghệ sĩ Cẩm Thu cho biết. Philip Nam, chồng hiện tại của Cẩm Thu, từng được soạn giả Viễn Châu đỡ đầu khi mới bước chân vào nghề hát. Trước đây, Philip Nam đã từng về nước và được soạn giả Viễn Châu hướng dẫn việc thực hiện một ấn phẩm DVD về những bài ca cổ và trích đoạn cải lương của ông dành cho con trai nuôi. Khi đó, Philip Nam đã thu âm cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ Hồng Nga và nghệ sĩ ưu tú Giang Châu. Đối với nghệ sĩ Cẩm Thu, hiện tại chị cảm nhận sự viên mãn nhất của cuộc sống đời mình khi con gái Thu Tâm đã yên bề gia thất, Linh Tý đã có con và vừa được ông xã chị hỗ trợ để mua một căn hộ chung cư. Nghệ sĩ Philip Nam nói, anh còn nợ vợ một ngày cưới tổ chức tại quê nhà để ra mắt hai họ và bạn bè đồng nghiệp. Anh cũng dự định sẽ cùng vợ về Việt Nam tổ chức một đêm chuyên về sân khấu để cả hai cùng ca diễn trong một chương trình nghệ thuật. Các vai diễn ấn tượng đặc biệt nhất của nghệ sĩ Cẩm Thu sẽ được tái dựng như vai diễn trong vở Tháp Đoạn Hồn, vai tình tâm trong Bài Ca Tìm Mẹ, vai ca ru trong Mùa Tôm, vai mộng trinh trong Con Gái Tên Cướp Biển, vai Louis trong Âm Mưu Tình Yêu. Nghệ sĩ Cẩm Thu hứa hẹn đó sẽ là xuất diễn chị hóa thân nhiều tính cách nhân vật bên cạnh ông xã Philip Nam.